Bốn con giáp bất ngờ được thần tài ban lộc lớn, phúc lộc ập về, giàu nứt đố đổ vách, đúng ngày vía thần tài 2024. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, ngày vía thần tài là ngày mùng 10 tháng giêng hàng năm. Dân gian xem đây là cái ngày đẹp nhất để sắm sửa lễ vật cúng thần tài, cầu mong một năm mới được bình an, may mắn và gặp được nhiều cái tài lộc. Đây cũng được xem là một cái ngày quan trọng trong năm đối với những người làm ăn kinh doanh. Bên cạnh cái việc là cúng các món ăn như là heo, vịt quay, cá lóc nướng trong cái ngày vía thần tài để mong rước thần tài về nhà, nhiều người còn đi mua vàng, săn tôm, cua, mèo vàng, vân vân, với cái niềm tin rằng chúng sẽ đại diện cho cái may mắn, phước lộc và phú quý. Năm nay cái ngày vía thần tài nó rơi vào ngày 19 tháng 2 năm 2024 dương lịch, tức là ngày mùng 10 tháng giêng ấy. Theo tử vi 12 con giáp thì đúng ngày vía thần tài có 4 tuổi sau đây sẽ đào trúng khố vàng, giàu sang đủ đường. Bước sang ngày vía thần tài, những con giáp này sẽ bất ngờ được thần tài chiếu cố, thần may mắn gọi tên, công việc thì được thuận lợi, đường công danh thì sáng chói, đường tình duyên thì đỏ thắm như son. Theo dự báo của các chuyên gia tử vi học, ngày mùng 10 có thể coi là một cái ngày mà cực kỳ may mắn của những con giáp này. Vì thế các bạn chớ dại mà bỏ qua cái ngày hôm nay. Nếu ai mà đang ấp ủ những dự án, những kế hoạch mới thì có thể lựa chọn cái ngày mùng 10 để triển khai, công việc sẽ được dễ dàng suôn sẻ hơn so với những ngày bình thường. Trong thời gian này thì những người độc thân cũng nên tích cực gặp gỡ bạn bè, kết giao thêm được với nhiều người bạn mới, từ đó tìm được cái đối tượng ưng ý với mình. Một lần nữa xin được chúc mừng bốn con giáp may mắn có tên trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên không ai khác đó chính là những người tuổi Thìn. Kính thưa quý vị, nói chung trong cái ngày vía thần tài thì những người tuổi Thìn được đánh giá là một cái ngày mà gì khá là thuận lợi, khá là hanh thông. Năm nay, năm 2024 thì những người tuổi Thìn bị vướng vào cục diện thái tuế là năm tuổi ấy, lại thêm cái họa tam tai nó ăn ngư nữa. Nhưng mà ấy, những người tuổi Thìn ấy vẫn sẽ phải thật sự là thận trọng để gì giảm thiểu tối đa những xui xẻo. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là trong cái ngày vía thần tài này thì chỉ toàn những điều xui xẻo đến với những người tuổi Thìn. Trên thực tế thì số mệnh đã được an bài và những người tuổi Thìn ấy thì đã được ban trên nhiều cái phước lành từ khi sinh ra. Bản thân những người tuổi Thìn trong quá trình sinh trưởng trưởng thành sẽ xây dựng được một cái tương lai vững chắc, cũng như là gì luôn nỗ lực một cách không ngừng nghỉ. Chính những cái điều đó đã giúp cho những người tuổi Thìn tích lũy ngày càng nhiều cái phước báo hơn. Bản chất mạnh mẽ và thông minh, các bạn không cần phải lo lắng về cái sự nghiệp, miễn là các bạn cứ hành động không theo cái cảm xúc của mình. Nói chung trong năm 2023 vừa qua thì những vấn đề tầm thường đã gây ảnh hưởng đến cái cuộc sống của những người tuổi Thìn. Cái điều này sẽ khiến cho đôi khi những người tuổi Thìn sẽ cảm thấy sợ hãi gia tăng. Nhưng mà các bạn hãy yên tâm, đúng ngày vía thần tài thì các bạn sẽ không bị làm phiền bởi những cái vấn đề tầm thường. Và trong thời gian này thì quý vị cũng sẽ gì được công danh sự nghiệp để vươn mãn. Tuy nhiên quý vị đừng có nên tự mãn, hãy bình tĩnh làm việc một cách thực tế hơn. Nói chung ấy, cái ngày vía thần tài được dự đoán là một cái ngày mà có nhiều cơ hội lớn sẽ đến với những người tuổi Thìn trong ngày hôm nay. Đây là cái thời điểm tuyệt vời để các bạn thảo luận với cấp trên nếu như mà các bạn đang tìm kiếm một cái kế hoạch phát triển mới hay là đang muốn được thăng chức tăng lương. Đây cũng là một cái ngày tuyệt vời để các bạn có thể hòa đồng với đồng nghiệp, với bạn bè xung quanh. Cùng với việc kết bạn mới thì đồng nghiệp của các bạn cũng có khả năng là giúp đỡ các bạn
hoàn thành được những dự án tại nhà, quý vị hãy cố gắng tập trung vào những mục tiêu trong công việc thì sẽ dễ đạt được cái thành tựu lớn. Nhờ đó mà những người tuổi Thìn cũng có thể gặp dữ hóa lành, thời khắc quan trọng cũng may mắn được quý nhân chỉ điểm dìu dắt thoát khỏi cái thảm cảnh. Đấy. Nói chung ấy, những người tuổi Thìn trong thời gian này thì phải tràn đầy cái năng lượng và cái sự sáng tạo, có khả năng nắm bắt được cái cơ hội và đạt được những cái thành công lớn ngoài mong đợi. Con giáp này biết mình thực sự mong muốn điều gì, đã chuẩn bị kỹ từ trước và có kế hoạch toàn diện cho cái sự nghiệp của mình trong tương lai. Cái việc định hướng này nó cũng cho phép những người tuổi thìn ấy thực hiện từng bước một và không bị mất phương hướng dù có gặp phải những tình huống bất ngờ đi chăng nữa. Điều này có thể đảm bảo các bạn sẽ đạt được những kết quả tốt hơn trong cái thời gian trước đó. Đó. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tác phẩm quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong ngành viết thần tài không ai khác đó chính là những người tuổi Ngọ. Quý vị thân mến, những người tuổi Ngọ cũng là một trong những con giáp được trời thương Phật độ, được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Đó. Nói chung ấy, trong cái ngày mùng 10 ấy, thì những người tuổi Ngọ nếu biết nắm bắt cơ hội thì sẽ gặt hái được rất nhiều cái thành công, đặc biệt là ở nơi làm việc. Đối mặt với cái chông gai, với thử thách, những người tuổi Ngọ không phải là những người dễ dàng từ bỏ cái ước mơ của mình. Tuổi Ngọ luôn hiểu rõ những cái ưu điểm đó của mình và biết cách tập trung phát huy trong cái năm 2024. Nhờ đó mà cái vận may nó cũng đang đến với những người tuổi Ngọ. Những công hiến của những người tuổi Ngọ cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Tận dụng cái tài năng của mình, các bạn sẽ đạt được những vị trí nhất định cho công việc cũng như là trong cuộc sống. Nói chung trong ngày vía thần tài thì những người tuổi Ngọ sẽ có một ngày gọi là cát tường may mắn. Cái vận may thì nó có liên tiếp ập đến do được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Lại thêm được nhiều cái cát tinh nó hội họp, nó soi chiếu. Vậy nên là sự nghiệp và tài lộc của những người tuổi Ngọ cũng sẽ được viên mãn, đại cát đại lợi, được cấp trên trọng dụng nhờ cái tư duy là mẫn tiệp và gì, cái hành sự quyết đoán của mình. Những cái tinh này còn hỗ trợ giúp cho những người tuổi Ngọ, nói chung ý, con đường công danh sự nghiệp đấy cũng sẽ thì báo hiệu những người tuổi Ngọ sẽ có một năm học hành tấn tới, thi cử thì đỗ đạt. Dù là những người đi làm hay là những người đang đi học ấy, nếu muốn học chuyên sâu hơn thì vẫn được, có thể là được cái gì, công thành danh toại, gặt hái được những thành quả bất ngờ và được nhiều người khác nể phục. Những người tuổi Ngọ trong thời gian này cũng cần lưu ý một chút về cái vấn đề cảm xúc của mình. Những bản tính vốn nóng nảy, cố chấp, thiếu kinh nghiệm sống nên là những người tuổi Ngọ đôi khi rất dễ mâu thuẫn với đồng nghiệp, với cấp trên hay là gây ảnh hưởng đến cái con đường thăng tiến của mình. Không những thế, cái tính cố chấp có thể là gây hại cho chính bản thân mình cũng như là gì, cho những người mà xung quanh mình nữa. Thêm nữa, về phương diện tài chính của những người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay ấy, thì nói chung ấy, đều được đắc tài đắc lộc nhờ được quý nhân trợ giúp. Đấy. Bạn bè người thân ủng hộ hết mình nên là cái tài vận thì nó thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, vì ý chí kiếm tiền làm giàu được thôi thúc mà nhiều người sẽ thì không từ thủ đoạn để tranh đoạt cái phúc lợi. Chính vì thế mà đôi khi ấy, cái phúc khí nó bị hư hao. Do đó, những người tuổi Ngọ không nên buông thả bản thân,
làm gì cũng cần phải tuân thủ nguyên tắc để tránh gì lòng tham nó che mở con mắt. Thì nhìn chung ấy, nói chung ấy, trong cái ngày mùng 10 này ấy, thì cái vận trình của những người tuổi Ngọ là khá là cát tường, cục diện rất có lợi cho các hạng mục liên quan đến đầu tư kinh doanh hoặc là gì đi kết giao kết nối với bạn bè. Mặc dù vậy thì bản mệnh vẫn gì bị hao một chút về cái tinh lực, về sức khỏe. Vì thế mà quý vị cũng cần phải lưu ý nhé, đặc biệt là trong thời gian ra riêng này, ngày mùng 10 ấy, thì cái tình trạng là hẹn hò nhậu nhẹt vẫn còn nhiều. Vì vậy mà các bạn cũng cần phải hết sức lưu tâm. Ở bên cạnh đó thì quý vị biết đấy, những người tuổi Ngọ là những người linh hoạt và dễ thích nghi. Các bạn có thể nhanh chóng điều chỉnh cái suy nghĩ và cái hành động của mình trong các tình huống khác nhau. Và trong cái ngày mùng 10 này thì những người tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều cái cơ hội. Dù trong công việc hay là trong cuộc sống cá nhân, các bạn đều có cơ hội đạt được những cái mục tiêu của mình. Thần tài chiếu mệnh, thần may mắn cũng gọi tên với những người tuổi Ngọ. Đây là con giáp xứng đáng có một cái cuộc sống giàu có, hạnh phúc trong cái ngày mùng 10 này. Đấy. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ ấy, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh ngũ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba đó chính là những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái năm 2024 thì những người tuổi Tuất được dự báo là một năm khá vất vả lận đận. Đó. Những tưởng chông gai sẽ khiến cho những người tuổi Tuất chùn bước, nản lòng. Nhưng mà trên thực tế thì chỉ cần qua cái ngày mùng 10 tháng giêng thì con giáp này cũng gì có những cái bứt phá bất ngờ. Thường ngày thì những người tuổi Tuất luôn chăm chỉ và dũng cảm, chịu thương chịu khó, lại có ý chí cầu tiến và cũng rất là giàu lòng nhân ái. Những người tuổi Tuất là những người sống biết người biết ta, nhiệt tình, luôn giúp đỡ những người xung quanh. Và các cụ nói là gì? Người gieo phúc thì gặt được lộc. Chính cái sự tử tế của bản mệnh đã giúp cho những người tuổi Tuất tích lũy được rất nhiều cái phước lành cho bản thân. Nhờ vậy nên là khi bước sang cái ngày mùng 10 tháng giêng, trước những cái sóng gió luôn bủa vây, thì con giáp này vẫn có thể dễ bình tĩnh vượt qua từng cái thử thách. Bản mệnh sinh ra đã để làm những cái việc trọng đại, càng có nhiều cái cơ hội cạnh tranh thì lại càng dễ được có được cái thành công. Bên cạnh đó, tình duyên gian ảo của những người tuổi Tuất trong thời gian này tuy nảy sinh khá nhiều cái bất cập nhưng mà cũng nhanh chóng được giải quyết. Cái chuyện to thì hóa nhỏ đấy. Nói chung ấy, trong thời gian này thì đào hoa của nam mạng thì cũng khá là vượng, nhưng mà đa phần là đào hoa sáp, thu hút các mối quan hệ không chất lượng, khó tiến đến với hạnh phúc được. Còn nữ mạng thì yêu đương gặp phải nhiều chuyện buồn, chưa thể tiến vào cái giai đoạn hạnh phúc được. Nói chung ấy, đối với những người tuổi Tuất mà trong thời gian này vào cái ngày mùng 10 này thì nói chung ấy, quý vị sẽ có một chút khó khăn nhưng mà cũng được quý nhân giúp đỡ kịp thời. Xuất hành đi xa thì gặp nhiều cái niềm vui, nhiều cái may mắn nó đưa tới. Bên cạnh đó, trong cái ngày mùng 10 này thì sức khỏe của những người tuổi Tuất nói chung ấy thì quý vị cũng cần phải chú ý về các bệnh liên quan máu huyết và xương khớp. Đấy. Tuy có nhiều cái điều nó hay thông nhưng mà những người tuổi Tuất cũng cần phải hết sức lưu ý nhá. Nói chung ấy, về sức khỏe thì cũng không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng. Nhưng do nhiều cái hung tinh nó chiếu mà khó tránh khỏi những cái tai nạn bất ngờ. Hoặc là gì? Tai nạn sông nước hoặc tai nạn xe cộ. Đấy. Hoặc là gì? Một số người thì còn bị động chạm đến dao kéo. Vì thế mà quý vị cũng cần phải hết sức là cẩn trọng. Tuy nhiên
vì chẳng ai có thể là gì làm vừa lòng hết tất cả mọi người, nên là quý vị nên cẩn trọng trước những kẻ tiểu nhân âm thầm hãm hại. Quý vị hãy giữ cái tinh thần cảnh giác cao, ngay cả khi thực hiện những công việc quen thuộc, tránh nghe theo những lời nói một chiều của bất cứ ai. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái ngày mùng 10 này thì khuyên những người tuổi Tuất, những người làm lãnh đạo, thì cần chú ý lắng nghe đa chiều, không nên tin theo cái lời của những kẻ nịnh hót để đưa ra những quyết định sai lầm. Bên cạnh đó, dưới sự hỗ trợ của nhiều cái casting trong cái ngày hôm nay, thì nói chung ấy, những người tuổi Tuất cũng sẽ được gì tài khí cũng khá là vượng, tiền bạc thì hanh thông một cách bất ngờ, kiếm tiền như hái, bù gấp mấy lần so với cái hao hụt của thời gian trước đó. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì cũng được thì thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên, nên những người tuổi Tuất cũng không cần phải quá lo lắng về vấn đề tài chính, bởi không còn quá phụ thuộc vào nhiều cái nguồn thu như trước đó. Ngược lại, những người tuổi Tuất lại biết đa dạng hóa các danh mục kinh doanh hay là đầu tư, cái nguồn tiền nó lưu chuyển một cách nhịp nhàng, thu về hàng tháng cũng khá là ổn định, nâng cao cái chất lượng cuộc sống. Có điều các thần này cũng kích hoạt mạnh cái ham muốn cá nhân. Những người tuổi Tuất có xu hướng là hưởng thụ nhiều hơn. Theo đó, chi tiêu tiền bạc trong cái thời gian này cũng rất là lớn. Nếu mà không cân đối thu chi ấy, thì e rằng có kiếm núi tiền thì cũng sẽ bị mất, đúng không ạ? Nói chung ấy, trong mọi vấn đề, những người tuổi Tuất trong thời gian này cũng sẽ nhận được cái sự ủng hộ và cái sự yêu thương của gia đình và bạn bè. Về mặt sự nghiệp thì những người tuổi Tuất có thể là gì? Có được những cơ hội để phát triển. Đấy. Cái sự chăm chỉ và cái lòng dũng cảm của các bạn cũng sẽ được đánh giá cao và được công nhận. Đồng thời, những nỗ lực của những người tuổi Tuất trong thời gian này cũng sẽ được khen thưởng, trở thành người có quyền lực cả đời, sống vinh hoa phú quý. Đó là những người tuổi Tuất. Vì thế, để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình. Đó là những người tuổi Tuất. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư không ai khác đó chính là những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, trong cái ngày vía thần tài thì những người tuổi Sửu là một trong con giáp được ban phước lành. Đó, được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Cái phước lành mà những người tuổi Sửu đã gieo trồng từ những hoạt động trước đó ấy, thì cũng sẽ được gì giúp cho họ vượt qua cái năm 2024 khá là khó khăn và trắc trở này. Thưa quý vị, những người tuổi Sửu là những người luôn có cái ý chí, luôn có nỗ lực hết mình để vượt qua cái hoàn cảnh, và có khả năng gì thích ứng rất là nhanh. Nói chung ấy, trong năm 2024 đây không phải là một cái năm quá là suôn sẻ hanh thông, và đây là một năm có nhiều cái biến động đấy, và khiến cho những người tuổi Sửu không ít phen phải chề chật vì những cái thách thức mà số mệnh mang tới. Song không vì thế mà những người tuổi Sửu dễ vào dàng bỏ cuộc. Bản chất của những người tuổi Sửu mang cái nét kiên định, mạnh mẽ và dám đương đầu. Những người tuổi Sửu trong gia đình thường được gì yêu mến vì cái chuyện là giàu tình cảm, biết yêu thương mọi người. Tại nơi làm việc lại được trân trọng bởi cái tính thẳng thắn và cứng rắn. Là một trong những con giáp cần cù chịu khó, số mệnh thì thuận hòa, tính tình thì khẳng khái, thuở nhỏ thì dựa vào cha mẹ, lớn lên thì buôn ba, vợ chồng thì bình an hòa bình đấy, con cái thì đông đúc. Nói chung ấy, nữ mạng nam mạng đều là những người hiền lương. Những người tuổi Sửu thường là tính tình cứng rắn, mạnh mẽ, dũng cảm và có nguyên tắc. Nói chung ấy, trong mệnh thì có nhiều cái casting
Thường những người tuổi Sửu ấy có khả năng là nắm bắt cơ hội rất là tốt, là những người khôn ngoan, hay giúp đỡ những người khác, vì thế nên cũng thường được những người khác giúp đỡ lại. Tính tình thì hòa nhã, lễ độ. Nếu là người có óc kinh doanh, có thể trở nên là gì? Giàu có và viên mãn. Nếu mà những người tuổi Sửu là những người mà có đầu óc nghệ thuật thì cũng dễ thành người nổi tiếng. Tóm lại là phúc lộc thì không thiếu, được hưởng vinh hoa phú quý, đó chính là những người tuổi Sửu. Theo dự báo của các chuyên gia tử vi tâm linh ấy, thì cái sự nghiệp của những người tuổi Sửu trong cái ngày mùng 10 này, thì đây là một ngày mà có tốt nhiều hơn xấu. Tuy có khó khăn nhưng mà nó vẫn có những bước tiến đấy. Càng đi xa làm việc hay là học hành thì càng có nhiều có thành tựu. Tuy nhiên trong mọi tình huống ấy, thì quý vị cũng cần phải giữ cái tâm thiện đấy, để gì? Góp phần hóa giải những khó khăn. Dường như ở mỗi cái mối quan hệ thì những người tuổi Sửu đều rất được lòng mọi người xung quanh. Hơn nữa, tính cách trầm lắng, tích phúc tích đức, siêng làm việc thiện của những người tuổi Sửu ấy càng giúp cho đời sống của những người tuổi Sửu gặp được nhiều cái may mắn hơn. Cuộc sống cũng không phụ lòng người có công. Nói chung ấy, những khó khăn trong cái năm 2024 thì sẽ càng rèn giũa cho những người tuổi Sửu cái bản lĩnh mạnh mẽ vững vàng hơn. Nhờ đó mà có thể là gì? Tự chủ cái số mệnh của mình, gặp hung hóa cát, có cơ hội hưởng thụ những thành quả. Cuộc sống thì tràn đầy vượng khí và viên mãn. Đặc biệt là trong ngày vía thần tài ngày 10 tháng riêng tới đây ấy, thì tuổi Sửu cũng là một chỗ con giáp cực kỳ may mắn, tài vận thì hanh thông, công việc thì thuận buồm xuôi gió. Và để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Đó. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về bốn con giáp may mắn nhất trong ngày vía thần tài. Đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Thìn, 2 tuổi Ngọ, 3 tuổi Tuất, 4 tuổi Sửu. Đây là bốn con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý trong ngày vía thần tài. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn nút cho thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Năm con giáp bất ngờ trúng lớn, đổi đời giàu to năm 2024, năm Giáp Thìn. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại và đồng hành cùng đạo sĩ Tử Thông trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị thân mến, chúng ta đều biết trời sinh mỗi người một số mệnh khác nhau. Có người thì gặp vận nạn trong cái thời điểm này, làm ăn thất bát, tán gia bại sản. Nhưng lại có người cứ như là được thần tài cho lộc, làm một được mười, tiền bạc cứ ùn ùn chạy về túi, thậm chí là có cơ hội trúng số đổi đời, trở thành đại gia trong tức khắc. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh học, có 5 con giáp trong năm 2024 chắc chắn sẽ được nhận lộc trời ban, trả sạch nợ nần, tiền tỷ cầm tay, thành công nối tiếp thành công. Từ tiền bạc, công danh sự nghiệp cho tới cái tình duyên thì đều có những cái bước phát triển vô cùng là thuận lợi, tốt đẹp. Và nếu như những con giáp này biết tận dụng cái cơ hội thì chắc chắn sẽ giàu có đổi đời, tiền tỷ cầm tay, tiêu xài không bao giờ phải lo nghĩ. Nhưng sẽ rất đáng tiếc nếu như mà các bạn bỏ lỡ mất cái cơ hội hiếm có này. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của Tử Thông trong video ngày hôm nay. Quý vị thân mến, chúng ta biết năm 2024 là năm Giáp Thìn đúng không ạ? Con giáp may mắn đầu tiên mà chúng ta phải kể đến đó chính là những người tuổi Mão. Tuổi Mão là một trong những con giáp được trời thương Phật độ, càng ăn ở hiền lành, càng phúc đức thì lại càng có lộc lớn. Năm 2024 năm Giáp Thìn,
thì những người tuổi Mão có thể nói là một năm chưa phải là thuận lợi lắm. Thưa quý vị, năm 2024 năm Giáp Thìn thì cũng phải không phải là một năm mà thuận lợi với những người tuổi Mão, dù đã thoát khỏi cái năm tuổi nó bị chi phối. Song dưới sự che chở của thần Phật, độ mạng, bản mệnh vẫn có thể bình an vượt qua những khó khăn, những thách thức, biến hung thành cát, tự tin trên cái con đường công danh sự nghiệp của riêng mình. Có nhiều thời điểm mà các bạn cũng thấy nản lòng vì mọi thứ không được diễn ra như cái ý muốn của mình. Tinh thần mệt mỏi, áp lực công việc và tiền bạc trong thời gian này cũng gia tăng khá nhiều. Con giáp này không phải là những người không có năng lực, nhưng mà trong năm 2024 lại gặp rất nhiều trở ngại. Có những cái việc tưởng chừng như đơn giản, nhưng mà khi thực hiện lại phát sinh ra vô số những khúc mắc, những rắc rối. Tiền bạc kiếm được cũng không hề dễ dàng. Những người làm tư hoặc là những người làm chủ lại càng gặp khó khăn nhiều hơn. Nên thận trọng trong chuyện đầu tư kinh doanh, kẻ đã thất thoát về vận trình là tiền bạc tài lộc. Càng như vậy thì người tuổi Mão lại càng nên bình tĩnh, không nên nóng vội trong cái mọi quyết định của mình, tránh những cái sai lầm nó nối tiếp sai lầm. Đó. Nếu giữ được cái đầu lạnh thì gia chủ vẫn có thể là nhìn ra được những cái điểm sáng nhất định và cơ hội có thể chuyển mình ngoạn mục trong năm 2024. Có thể thấy may mắn của những người tuổi Mão trong năm nay thì không có nhiều, nhưng dù chỉ là những cái cơ hội mong manh thì vẫn được những người tuổi Mão tận dụng một cách cẩn trọng và trân quý. Không thể phủ nhận rằng những người tuổi Mão luôn chịu thương chịu khó, có những mơ ước và hoài bão rõ ràng, bản mệnh dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với những cái thử thách, chinh phục những khó khăn và không ngừng hoàn thiện cái bản thân, chứ không hề ỷ lại vào cái số phận. Vì vậy, dù vận đổi sao rời thì những con giáp này vẫn có thể có được cái thành công, công thành danh toại. Nhìn chung năm 2024 thì những người tuổi Mão lại càng gì có những cái thành tích, chăm chỉ, càng cố gắng thì không phải lo cái chuyện cơm áo gạo tiền. Dù phải đổi lại bằng nhiều cái công sức, nhưng mà các bạn sẽ thấy rất tự hào về những cái quá trình mình đạt được những cái thành tựu đó. Đó. Vậy nên trong thời gian này, để hóa giải những xung sát thị phi và mang lại cái may mắn mà lại cái tài lộc cho mình, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mở trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn không ai khác đó chính là những người tuổi Hợi. Thì nhờ được thời trời thương Phật độ, ăn ở hiền lành đức độ mà những người tuổi Hợi cũng là một trong những con giáp được trời thương Phật độ. Tuổi Hợi cũng được dự đoán là sẽ nhận được cái sự phù hộ độ trì của thần Phật trong năm 2024, biến nguy thành an, biến các thách thức thành cái cơ hội cho bản thân, tạo ra những cái bứt phá mạnh mẽ. Bản thân con giáp này thì sống lại biết có trước có sau, luôn quan tâm đến những người khác. Với cái tính cách ôn hòa, biết đặt mình vào vị trí của những người khác để suy nghĩ thấu đáo. Nên là gì? Có nhiều cái mối quan hệ chất lượng, quý nhân thì luôn vây quanh. Quan trọng hơn là các bạn không tham lam quá và cũng dễ dàng học cách buông bỏ những cái dục vọng để tâm thái luôn được bình thản hơn. Theo dự đoán của các chuyên gia tử vi tâm linh học thì trong năm 2024, những người tuổi Hợi dù vận khí có phần là kém sắc hơn so với năm 2023 năm Quý Mão, nhưng mà cũng không có bất lợi. Hung cát đan xen, tốt xấu thì nó song hành. Nhiệm vụ của các bạn là nhìn ra được những con đường phù hợp của mình để tránh xa những cái điều mà không hay khiến các bạn dậm chân tại chỗ. Nhìn chung, nếu muốn cái cuộc sống nó lên hương thì những người tuổi Hợi sẽ phải tự tạo ra cái may mắn cho chính bản thân mình vào năm 2024 thay vì là gì ôm cây đợi thỏ. Thành công cần phải được đánh đổi bằng cái sự phấn đấu quyết liệt, nên là có sự đổi mới trong các tư duy lẫn cách thức làm việc của mình. Còn nếu mà không chịu thay đổi, giữ cái tâm thái ỷ lại, lười nhác thì việc gì cũng khó có thể hoàn thành, khó duy trì được cái mức sống trung bình. Đó. Thì đây là một năm bản mệnh khá là nghiêm túc với các dự án của mình.
Kể cả những cái người mà trước đó không quá quan tâm đến cái chuyện tiền bạc, thì đến năm 2024, gia chủ sẽ không còn có được cái cuộc sống vô tư như trước đây nữa. Mọi thứ có thể sẽ không được suôn sẻ từ đầu tới cuối, nhưng bằng sự quyết tâm nỗ lực của mình ấy, kết quả là vẫn sẽ thì rất hứa hẹn với những người tuổi Hợi trong thời gian này. Với những người làm công ăn lương, bạn nên tâm niệm làm nhiều thì hưởng nhiều. Càng làm việc chăm chỉ ở cái thời điểm hiện tại thì càng dễ được lãnh đạo công nhận và được mọi người quý mến giúp đỡ, có được cái sự tin tưởng của người khác. Khi đó thì cái tiền lương hay là các mức đãi ngộ khác cũng sẽ được tăng lên rất nhiều lần trong thời gian này. Do đó, mặc cho những cái xui xẻo nó luôn rình rập trong năm 2024, những người tuổi Hợi vẫn có thể an toàn chăm chỉ, bởi vì bản mệnh ăn ở hiền lành thì nhất định sẽ được trời thương Phật độ và giúp cho quý vị có thể vượt qua mọi sóng gió, bứt phá đi đến cái thành công. Trong thời gian này, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc cho mình trọn đời. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong năm 2024 là Giáp Thìn mà chúng ta phải kể đến, đó chính là những người tuổi Ngọ. Kính thưa quý vị, theo các chuyên gia tử vi học dự báo, năm 2024 nó Giáp Thìn là một năm được đánh giá khá là tốt với những người tuổi Ngọ. Vận trình thì khởi sắc, vận khí thì lên hương. Khi đó bản mệnh sẽ đón nhiều cái chuyển biến tích cực ở các phương diện. Theo đó, dù là công danh sự nghiệp hay là cái tài chính thì đều sẽ thuận lợi hơn trước rất nhiều. Tuy vẫn chưa đạt được cái mức độ bùng nổ, nhưng mà có những cái tín hiệu đáng mừng cho những con giáp này nhờ cái sự nỗ lực bấy lâu nay của các bạn. Năm 2024 thì những người tuổi Ngựa có thể là tự tin thể hiện hết cái khả năng của mình, thể hiện hết cái tài năng của mình trong cái sự nghiệp và cũng sẽ đạt được những cái thành công rực rỡ. Công việc thuận lợi thì tất nhiên là cái thu nhập của những người tuổi Ngọ trong thời gian này cũng sẽ được ổn định hơn trước. Những người làm ăn kinh doanh thì có sự nhạy bén và có tầm nhìn nên là luôn nắm bắt được cái cơ hội và thu về những cái lợi nhuận cao. Không chỉ vậy, cái sự khéo léo trong giao tiếp còn giúp cho những người tuổi Ngọ ấy kết giao được với nhiều quý nhân. Do đó, nếu mà gặp phải sự cố hoặc có những khó khăn nào trong công việc thì bạn bè xung quanh sẽ chủ động tư vấn giúp đỡ, là chỗ dựa tinh thần cho những người tuổi Ngọ trong thời gian này. Bởi vậy, những cái xui xẻo, những vận xui của những người tuổi Ngọ sẽ biến mất nhanh chóng, nhường chỗ cho những điều tốt lành nhất. Điều này mang lại nhiều cái lợi ích cho tương lai của bản thân những người tuổi Ngọ. Có thể nói, phúc khí của những người tuổi Ngọ trong thời gian này thì vô cùng là dồi dào. Bản thân những người tuổi Ngọ còn được thần Phật che chở, nên dù có gặp khó khăn trắc trở thì cũng sẽ được tìm được ra lối thoát riêng cho mình, biến nguy thành an, sớm muộn gì thì cũng gì gặp rồng hóa phượng. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa dẫm vào cái may mắn mà không có cái sự nỗ lực phấn đấu của chính bản thân mình ấy, thì chẳng có cái thành công nào sẽ được bền vững. Do đó, bản mệnh hãy tự nhắc nhở bản thân mình cần phải trân trọng và nắm bắt lấy cái vận may hiện tại, tận dụng điều đó làm cái bàn đạp để tiến xa hơn nữa, và cái cơ hội nó không chờ ai cả. Vì thế mà quý vị đừng có bỏ lỡ cái cơ hội may mắn này. Trong thời gian này, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc cho mình. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư trong năm 2024 là Giáp Thìn, thì đó chính là những người tuổi Dậu. Những người tuổi Dậu vừa được thần Phật che chở đầu mạng lại được cục diện là Thìn Dậu lại đi học. Vậy nên đây cũng là một trong những con giáp được thần Phật che chở phù hộ mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Dậu. Những người tuổi Dậu có thể yên tâm và tự tin thể hiện và thực hiện những cái ước mơ, những cái hoài bão của mình, bởi các bạn đang có rất nhiều cái sự hậu thuẫn, cả may mắn nó đang tiến gần hơn trong cái mục tiêu cân bằng cuộc sống của mình. Những người tuổi Dậu trong năm 2024 cũng cho biết những con giáp này sẽ có cái bước nhảy vọt gấp nhiều lần so với năm 2023. Các cát tinh nó soi chiếu vận khí của những người tuổi Dậu trong thời gian này cũng được
tăng lên một cách đáng kể. Đó. Càng làm thì càng có lợi, tiền bạc gia tăng không ngừng. Thậm chí năm 2024 còn hứa hẹn là cái năm để cho những người tuổi Dậu ấy lấy lại được những gì mà mình đã mất ở thời gian trước đó, năm 2023. Ở trong thời gian này thì những người tuổi Dậu luôn giữ cái thái độ tích cực và quan trọng là trong cuộc sống ấy. Nhờ vậy họ được coi là cái mẫu người điển hình trong những người thu hút cái vận may về tài lộc. Làm gì thì họ cũng sẽ được cái sự tỏa sáng và linh hoạt hơn. Tầm nhìn thì cũng được nâng cao, khả năng phân tích vấn đề của con giáp này cũng được đánh giá đẩy lên một cái bậc thang mới. Rất có lợi cho cái việc phát triển cái sự nghiệp của mình. Chính vì vậy, trong năm 2024 Giáp Thìn, cho dù bất cứ cái dự án gì mà quý vị bắt tay vào công việc ấy, thì họ cũng sẽ đều hoạch định được cái tài chính hợp lý, mở rộng được cái cơ hội và kiếm thêm cái thu nhập về mình. Túi tiền của những người tuổi này thì càng ngày càng rủng rỉnh, cuộc sống thì cũng thêm phần là thư thái hơn. Tuy nhiên, với những người tuổi Dậu ấy thì cái cuộc sống thăng trầm nó không thể nào biết trước được. Đấy. Những cái may mắn mà những người tuổi Dậu đang có rất có thể sẽ khiến cho tiểu nhân dòm ngó đố kỵ. Các bạn chớ nên chủ quan để kẻ xấu hãm hại mình. Đó. Xong, trong thời gian này quý vị cũng không nên quá lo lắng. Cứ ăn ở đức độ, chăm chỉ làm việc thiện thì cái số phận tự khắc sẽ an bài và những cái điều xứng đáng nhất sẽ dành đến với các bạn. Dường như là những cái may mắn mà bản mệnh được hưởng trong năm 2024 cũng là điều mà được quy định sẵn. Bởi vậy, các bạn hãy trân trọng và nắm giữ chúng thật chắc để phát huy tối đa cái năng lực của mình, thu về cái lợi nhuận đầy túi. Trong thời gian này, để hóa giải cái hạn tiểu nhân và mang lại cái may mắn tài lộc cho mình, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hóa giải những xung sát thị phi, hóa giải cái hạn tiểu nhân hãm hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc cho mình trong năm 2024 Giáp Thìn. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm trong năm 2024 Giáp Thìn này không ai khác đó chính là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, phần lớn những người tuổi Tỵ đều có cái khí chất phú quý và cái năng lực phi thường. Con giáp này thông minh lại có cái đầu óc kinh doanh nhạy bén. Vì vậy mà con đường quan lộc của những người tuổi Tỵ trong thời gian này cũng khá là tốt. Cái điều này nó thì thể hiện khá rõ ràng trong năm 2024. Các chuyên gia tử vi học cũng đã dự đoán năm 2024 năm Giáp Thìn là một năm khá bình ổn, ít biến động đối với những người tuổi Tỵ. Nhưng mà nếu có cái sự chủ động và có quyết tâm cao độ thì bản mệnh vẫn hoàn toàn có thể là tìm được những cái hướng đi mới, tươi sáng. Tự mình làm chủ cái vận mệnh và phát triển theo cái cách mà bản thân mình mong muốn. Công việc trong năm của những người tuổi Tỵ có thể chịu ảnh hưởng khó khăn chung của cái thời cuộc mà ít nhiều bị cái áp lực công việc nó đè nén. Nhưng mà kèm theo đó là cái cơ hội vươn lên khẳng định cái vị thế của mình trong tương lai. Tuổi này tiếp thu các kỹ năng cần thiết khá là nhanh, nhận được cái sự yêu mến của lãnh đạo. Không những vậy, đối nhân xử thế mẫu mực và nho nhã tử tế, bản thân họ cũng rất tích cực giúp đỡ mọi người xung quanh, chăm chỉ làm việc, hành thiện tích đức. Chính vì cái lẽ đó mà những người tuổi Tỵ thì thường được cái sự che chở, phù hộ của Đức Phật. Một đời sống trong cảnh là bình an, tai ương, hoạn nạn thì cũng sẽ sớm được vượt qua. Vì vậy mà cái vận trình tài lộc trong năm 2024 Giáp Thìn của những người tuổi Tỵ cũng khá là thịnh vượng. Con giáp này có thể nâng cao cái mức thu nhập nhờ cái nỗ lực và cái trí tuệ của bản thân. Có thể bản mệnh có may mắn đồng hành, nhưng mà những gì mà họ có 3 phần là do trời phú, còn lại 7 phần là do cái sự tự thân vận động, nỗ lực hết mình của họ. Nhìn chung con giáp này cứ sống tử tế, sẵn lòng giúp đỡ những người khác thì năm 2024 sẽ không phải quá lo lắng nhiều, bởi cái hoàn cảnh nào cũng sẽ được thần Phật che chở độ mạng, có phúc tinh nó soi chiếu. Nhờ vậy mà cái nguồn tài chính của những con giáp này cũng sẽ được gì phất lên như diều gặp gió, tiền bạc thì rủng rỉnh. Nếu những người tuổi Tỵ mà một lòng hướng Phật thì cái phúc khí nó lại bao bọc càng nhiều, cuộc sống lại càng thêm viên mãn, hạnh phúc đủ đầy. Đó,
Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp gia tăng cái vận may về tiền bạc và tài lộc cho mình. Đó là con giáp may mắn thứ năm. Thưa quý vị, như vậy là gì? Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái năm 2024 nó Giáp Thìn. Và tổng kết lại thì trong năm 2024 nó Giáp Thìn thì chúng ta sẽ có 5 con giáp được trời thương Phật độ, may mắn cứ liên tiếp ùn ùn kéo đến. Đó là những tuổi sau. Thứ nhất là những người tuổi Mão. Thứ hai là những người tuổi Hợi. Thứ ba là những người tuổi Ngọ. Thứ tư là người tuổi Dậu. Và thứ năm là tuổi Tỵ. Đó là 5 con giáp được trời thương Phật độ, giàu sang phú quý, đủ đầy trong cái năm 2024 là Giáp Thìn. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong năm 2024. Nếu mà quý vị biết nắm giữ cái vận may của mình, nắm biết được, bắt được cái vận thế của mình thì sẽ có cơ hội đổi đời, trở nên giàu có trong phút chốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.